quý vị thân mến, và sắp tới sẽ là một cái vòng thi đối đầu vô cùng phải gọi là khốc liệt luôn. Và ngay bây giờ thì sẽ cùng Long Chun bước vào bên trong phòng hóa trang để chúng ta xem là những thí sinh đang làm gì quý vị nhé. Hân đang làm tóc giả nha. Nguyên văn là con vẫn chưa xong, sẵn sàng xong đúng không? Con thi thứ mấy? À, thi thứ 5 thì cứ bình tĩnh ra ngủ và làm cốc nước đi con ha. Xong rồi thì nước như nào mình không nộ, con thi nước trước là nóng. Hôm nay mình có tự tin không à? Thôi này. Không mà. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đây là một cái icon mà theo cá nhân Long thấy là nó không phải là quá là khó. Và mình sẽ làm chị Hồng Nhung. Đúng rồi. Hôm nay, năm nay là mọi người biết từ tập 1 đến nay là toàn diva thôi mọi người. Chúng ta cùng chiến đấu nhá. Chắc chắn là sẽ làm tốt thôi như là hôm trước. Con đã. Không không con. Con hôm nay hóa thân thành chủ Bruno Mars. Tiếng Anh của con tốt không? Xuân Sương đúng không? Tuần đầu tiên thì là chú Tùng Dương này đúng không? Tuần thứ hai thì là chú Xuân Hinh này. Tuần này thì là một cái người ca sĩ da màu rất là tài năng. Con đã chuẩn bị những cái gì rồi nào? Chuẩn bị bài hát một cái cách hát. Tìm những cái điểm mấu chốt trong gọi là cái cách hát của chú ấy chưa? Bây giờ con thử hát một câu trước chú Thẩm trước xem nào. Chú Thẩm trước xong rồi tìm tìm tìm. Có gì mà chú nghe mà chú thấy giống là chú ok la là con lên sân khấu là ok đấy. This is the ice cold, the shall five and that white gold. This one for them good friend, them good friend. Straight to the bed, starling, wildin', living up in the sea. Got chucks on the cellar run, gonna keep myself so pretty. Ôi hay quá. Ôi trời, chú không hiểu gì con ạ. Đây đúng là người không được ấy tiếng Anh lắm. Nhưng mà chú thấy là mỗi lần nhá mà con nhá mà bắt đầu hóa thân một nhân vật nào đấy là trong người con có một cái sự run nhẹ. Chú cảm giác như có ai đấy đang nhập con ạ. Đó cho nên là đấy mình cứ phải giữ cái tinh thần đấy nhá con nhá. Tự tin bước lên sân khấu, phá tan nát sân khấu luôn. Sân khấu đấy là của chúng ta, đốt cháy quét sạch luôn nhá. Không cần phải quan tâm điều gì khác. Nói thế chắc cũng hơi tư hưởng. Chú thấy con quét hơi đỉnh với con ạ. Cảm ơn con nha. Hôm nay con bắt chú hỏi nhiều nữa không con? Chị Chanh nè. Tập nào cũng vậy luôn chú ơi. Hôm nay con làm nhân vật nào nào? Con làm cô Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh nha, nhưng mà nét vẫn là cô Chanh nha. Nét vẫn hơi Chanh nha. Mọi người ơi, đây hôm nay giới thiệu cho mọi người, đây là chị Vân Miu nữa. Rất là nổi tiếng trên TikTok nha. Không, em xem chị Hoài luôn mà chị có biết không? Cái dự định của em ấy là nếu mà em thi mùa này hoặc là mùa sau là em đã nghĩ ngay đến chị đầu tiên rồi. Vì hóa trang nghệ sĩ rất giống mọi người. Giống thật. Hôm nay mình hát bài gì ấy con? Dạ, hôm nay con hát bài Khúc Giao Tranh. Khúc Giao Tranh. Tập luyện kỹ càng chưa? Tìm những cái điểm thích này của cô Mỹ Linh chưa? Cái miệng há ra là cái miệng há. Đấy nha. Nhưng mà thích chế bớt nha. Dạ. Xem chú dặn con về xem cô Hòa Minh Di con có xem không? Đó. Hôm nay giao tranh thế nào mà để mà tranh là phải thắng nha. Dạ. Ok, đồng ý nha, đập tay cái nào. Dạ. Phải nói rằng là cái đêm thi ngày hôm nay thực sự rất là khốc liệt luôn. Nó không... Vẫn còn muốn nói này, con nói sao, con muốn nói gì? Điều rằng là cái mặt con này nè, đánh hết hủ phun khói vẫn chưa có ở. À, hello. Con. À, ngồi đây chú này. Hôm nay con làm nhân vật nào ngồi lên đùi chú luôn. Cô Thanh Thảo, liên khúc không? Hay là một bài thôi? Một bài hả? Bài con chọn là bài gì? Chống cơm, tình bằng có cây chống cơm. Con biết điểm đặc trưng, huấn luyện viên của con có chỉ cho con là điểm đặc trưng của cô Thanh Thảo là cái gì không? Là hai cô trò đã bàn, mình đã bàn nhau như thế nào không? Dạ, cái đặc điểm của cô Thanh Thảo là khi mà cô đã hát cô đã cũng cười. Cười, đúng rồi. Mà có một cái điều đặc biệt nha là cô Thanh Thảo rất là máu lửa.
lúc nào ở trên sân khấu là cô Thanh Hảo cũng thể hiện cái sự máu lửa rất là mãnh liệt nhá. Nhưng mà hôm nay chú không biết là bài Trống Cơm thì trong cái phiên bản mà con hóa thân ấy, cô có máu lửa như thế em hay cô sẽ đằng thắm hơn, nhẹ nhàng hơn? Cô điệu đà, cô điệu đà. Điệu đà nha. Hôm nay là bao nhiêu cái điệu của cô Thanh Thảo là mình phải lấy hết về nha. Mà đã tìm ra cái điểm đặc trưng rồi là làm hoài luôn nha. Không có lơi nhịp nào hết nha con. Chúc con thành công nha. Chúc con ngày hôm nay luôn màn thật là mãn nhãn nha con. Rồi, cố gắng lên nha. Rồi, chúng ta đến với Thánh Chi nè, hiểu không? Hello Đông Trương, Thánh Chi nè. Thánh Chi hôm nay là cố nhớ lại coi ta ai đặt Thanh Thảo luôn phải không? Thanh Thảo đó. Thánh Chi nha. Ok. Dạ vòng mình rất là giống, hai vòng rất là giống rồi. Cảm ơn chú Đông Trương. Chỗ bà cũng nói được dòng Thánh Chi luôn, trời má ơi. Anh Thanh mình gấp cho em mình chỉ Thanh Thảo phải không? Thánh Chi đó. Bữa sau làm Khánh Chi liền, đúng không? Bữa sau là cầu trời liền, bấm được cô Khánh Chi liền, hát cái khúc cô Khánh Chi liền, đúng không? Quá là bùng nổ luôn. Hai cô trò, tình hình là khó khăn gì không nào? Chia sẻ cho quý vị khán giả, để quý vị khán giả thông cảm, thương yêu cho mình nào. Thật ra là ấy, con phải chia sẻ kiểu là như thế này ạ. Ừ. Mũi con thì nó không phải là cái mũi bé ạ, cho nên là con mất bao nhiêu công con hóp vào. Hóp mũi được rồi, con hóp mũi được, con thở kiểu gì. Xong đến hôm nay, nên cô Thanh Thảo phải hình cái lông mũi lên, mất bao nhiêu công sức của con, trời ơi. Không sao con ạ, mũi nó phải lúc hóp lúc phình, con tưởng ai phình cũng phình được ạ. Như chú là phình từ bé đến lớn thì chú muốn hóp chú không hóp được đấy con. Nhá. Cho nên là mình làm thế nào mà mình hóa thân. Hôm nay là liên khúc búp bê phải không? Liên khúc búp bê. Hai cô hôm nay là búp bê điên lên cho tôi nhá. Bê điên lên cho tôi nhá. Làm sao vậy? À hôm nay là sinh nhật của Phạm Linh nhá mọi người. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Cảm ơn chị rất nhiều. Ồ, mỗi lần hề mọi người khán giả. Thưa quý vị, mỗi lần tôi gặp chị Phượng Ngũ tôi không nhận ra chị ta, không thể nào nhận ra được. Bằng một vào hỏa mọi người tôi chết rồi, đến giờ thi đâu rồi, giờ thi đâu, chị Phượng Ngũ đâu, chị đây mà không nhận ra đâu mọi người. Hôm nay cũng như vậy, chị là Minh Linh hoàn toàn là ai ta, đúng không mắt chị là Thu Minh, ai chị là Thu Minh, chị Thu Minh à, tao cái gì nhỉ? Ngay giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tan tan. Ôi trời ơi, làm sao à? Nhưng mà rất là thông minh luôn, chị thông minh này là chị thông minh thời điểm cách đấy lâu, cũng khá là lâu rồi đúng không? Từ thời nào cũng xanh em ạ. Thế là thông minh hôm nay sẽ xăm ca với đấy là chị Mỹ Linh. Thông minh xăm ca với Mỹ Linh, hai giọng hát đều khổ. Hai cô trò tập luyện đã kỹ càng chưa đấy ạ? Tập thì cũng nhiều đấy nhưng mà kết quả thì không biết được. Thôi phải tự tin lên chứ, mình đi là mình phải lên là quét sạch sân khấu chứ không thể nào mà nói cái câu mà thiếu tự tin, không nhưng thể mà nào. Nhưng mà đảm bảo là chúng mình sẽ nhưng mà chị đảm bảo là chúng chị sẽ làm hết sức và vui hết mình các em nhé. Vui hết mình như chị mình nhá. Thế chị luyện thanh cho em một câu em nghe chị mình. No. Dạ. Ôi chị ơi. Trời ơi. Nguyên nụ cười này cho đến khi lên sân khấu và cho đến khi giao lưu và cho đến khi xuống sân khấu, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ ghi hình giữ nguyên khuôn mặt này không? Cười giống với ta. Bây giờ không biết nhờ chứ cười quá giống luôn ý. Cảm ơn chị Minh nhé, thì em gặp lại chị Minh sau ha. Cái khó khăn mà để hóa thân nhất là cái gì, em nghĩ là phần hóa trang chắc khó khăn lắm đúng không mọi người? Dạ đúng rồi, tại vì thật ra mặt chúng nó là mập mà bự nữa, mà mặt chị Thảo là mặt xưa mà thon nên thật ra là cực cái make up thôi, mà mới cùng cố gắng hết sức rồi. Dạ vâng ạ. Mà vấn đề là cũng kiểu như là không hiểu chương trình lúc đầu là sao mà cứ hóa trang là giá trị cano giải gái nhá. Rất là giống luôn mọi người ạ. Thế về luyện tập ấy, tập với bé Bảo Ngọc để mà tập một cái giọng gọi là gì, rất là đặc trưng của chị Thanh Thảo như thế, ai nghe một phát là biết giọng Thanh Thảo là có khó không anh? Chắc chắn rồi, tức là để hóa thân thành nhân vật nào thì cũng có cái khó khăn riêng, tại vì mỗi nhân vật sẽ có một đặc trưng, nhưng mà để học được cái đặc trưng đó của họ thì nó mất rất nhiều thời gian. Vì nếu mà mình làm được giống như mà cái nhân vật đó thì mình đã trở thành họ rồi. Nên thật ra là mình chỉ cố gắng giống nhất có thể.
Thế thì không biết là tuần này thì mình đầu tư nó rơi vào khoảng cái chi phí đầu tư á, thì nó có kinh khủng, nó có lấn át được hai cái tuần trước không hay là à, không, nói chung là có là nằm trong số nợ á. Quay xong rồi mới tính, không biết là đang ở cái mức nào nữa. Không biết ở cái mức nào. Ok, thế thì chúc hai con với con ra đây đi nhá. Truyền động lực cho nhau cái nhá. Cố gắng nhá con nhá. Thương con lắm á, cố gắng lên nha. Cố lên. Hôm nay là mình quét sạch sân khấu nha con nha. Rồi, làm cái điệu bộ mà giống cô Thảo. Cô Thảo đó, đúng rồi, đẹp rồi đó. Rồi, đấy, chúng tranh phiên bản hơi lạ của tuần trước. Tuần này trông chị cũng lạ hơn tuần trước đó. Sao căng quá vậy ta? Sao cảm giác như đang làm đi chương trình đô vật hay là đánh nhau hay gì đó. Nói chuyện mà không quay đầu được không ạ? À? Quay ra đầu nó có giới hạn. Lần trước thì là vén hàm đúng không ạ? Dạ. Lần trước thì là mình vén cái bệnh xương hàm không, mình lên được cái bàn tay không? Cái đó là vén nọng. À vén nọng. Còn tuần này là có tại sao chúng ta phải làm như vậy? Bruno Mars và trong tiết mục này là đồng chạc phải. À không phải, tại vì trong một cái ca khúc rất là mới của Bruno Mars là Little Dolphin thì một cái thành viên của Anderson Paak. Dạ. Là một cái thành viên của đội. À có nghĩa là à, mình là không phải là Bruno Mars mà sẽ là hỗ trợ trong trong cái tiết mục đó là một ca sĩ khác phải không con? Thế còn Sĩ Luân, bị Sĩ Luân ơi, hôm nay con thấy thế nào rồi? Chú biết là đây, chú ngồi đi, ngồi giữa đi ạ. Ok. Túi. Thép đi. Đâu đầu về mấy đứa ơi. Thôi chị cứ ngồi đây, anh Phi Phi cứ ngồi đây cho em. Hóa trang nhất tuần đầu đấy mọi người ạ. À. Cái tuần này mọi người thấy dàn kinh khủng không? Đấy, cái túi là vàng của công ty đấy. Không, em biết em nó chứ đâu có dám đặt xuống đất đâu. Em phải đặt lên đùi, em phải nâng niu nó. Con. Vâng. Đi luôn. Vâng. Hai cái thi cờ thi đầu tiên thì cái số điểm mình nhận được thì cũng không phải là một cái số điểm mà con mong đợi đúng không? Chủ thấy nét buồn trên gương mặt của con. Thế thì cái điều đấy nó có ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình ở cái tập này hay không? Không nha, chú thấy con là năng lượng lắm. Con ngồi trước gương mà con ngắm 30-40 phút đồng hồ mà con vẫn cảm thấy là con rất là yêu cái nhân vật con hóa thân đúng không? À, thì hôm nay em bây giờ thử một câu xem nào. Thử một câu Bruno Mars, rất là Bruno Mars. Trong khi mà mình chuẩn bị mình bước lên sân khấu để cho mình thoải mái, mình tự tin hơn thế này. Điệp khúc liền, bài của mình. I am playing a game, everyone that I say come and share from my heart. So if you're trying to lay in this arm and leave it open, and leave it open, girl. Ê, thấy là cũng có là cái nét tương đồng rồi đó nha. Tí nữa lên sân khấu mà sau khi mà mình đã phục trang vào này, tóc tai vào này thì con phải cực kỳ tự tin như là hai vòng trước con đã tự tin nha. Vâng. Đến đây nhá, điểm số của chúng ta không quan trọng. Quan trọng là mỗi vòng thi chúng ta phải thể hiện cái cá tính như thế nào của nhân vật đó con nhá. Vâng. Con thành công đập tay cái nào, có bị nâu tay chú không? À, không sao hết con ạ. Cố gắng lên nhá, hai thì gặp cố gắng lên nhá. Wow. Như quý vị cũng đã thấy không khí ở trong hậu trường hiện tại đang rất là nóng dần lên và các thí sinh bây giờ cũng hồi hộp này, xem chút những cái sự tự tin này và tí nữa khi mà các bé chỉ cần bước vào trong sân quay một phát thôi là cái sự hừng hực khí thế là nổi dậy, cho nên là mình không phải lo gì cả. Thái Bình nhá, mọi người ơi, mọi người nhìn qua đi nha. Về Thái Bình là thực sự là về phần hóa trang là nhìn là giống nha, là đã thấy là Bruno rồi nha, mà là mặt đen hoài. Này là cháy nắng. Em phải một tuần em đi Vũng Tàu á. Em phơi mỗi cái mặt em thôi. Đúng rồi, có nghĩa là rất là đầu tư nha mọi người. Là book nguyên một ekip ra đến Vũng Tàu. Là nguyên ekip ngồi trong một chỗ râm mà một mình bá ra giữa biển bá nằm đó. Đúng rồi ạ. Bá nằm đúng 7 ngày 7 đêm rồi quay trở về là thi liền đó. Em chưa có thời gian. Em nguyên người nha, trừ cái mặt lại không xịt kem chống nắng nha. Quá đỉnh cao luôn. Nhờ vậy á, mà nó thật vậy đó mọi người. Với cái sự hy sinh này thì còn gì mà không xứng đáng với số điểm 12 nữa đúng không ạ quý vị? Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn Thái Bình, chúc mọi người tự tin nha. Ô, để chào kể cái nhá. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa mới đảo một vòng quanh hậu trường và để biết rằng là tất cả những cái tiết mục ngày hôm nay sẽ bùng cháy như thế nào trên sân khấu thì quý vị hãy đón xem Gương Mặt Thân Quen được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 nhé.